Hello anh em, lại là Healer đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm clip là phân tích và review ngắn hạn BTC đến cho anh em có cái góc nhìn trong thời gian sắp tới như thế nào. Ok, thì đây là khung tháng của BTC. Thì hôm nay là ngày đầu tháng, đã đóng một cái nến tháng, cái nến tuần và nến daily luôn. Thì anh em thấy là hôm nay đóng lại tiếp tục đóng một cái nến xanh, một cái nến tăng trưởng khá là đẹp trong thời gian đây. Ở đây thì anh em thấy là cái mốc giá cao nhất của nó là quanh 73.777 ở đây, và mức giá đóng cửa của nó là 71.280. Thì anh em có thể thấy là đã liên tục là 7 tháng xanh liên tiếp, và nó đã tạo một cái lịch sử mới. Trong quá khứ thì anh em thấy là chỉ có 6 tháng xanh liên tiếp đây, và những cái tháng sau là những cái nến điều chỉnh ở đây, và nó đã tạo một cái all time high cao nhất mọi thời đại và tạo một cái lịch sử mới ở đây. Nếu như anh em kể một cái trendline ra như này thì nó cũng có một cái đường kẻ như này nha anh em. Và hiện tại trên khung tháng thì vẫn chưa có một tín hiệu đảo chiều nào từ từ nến nha anh em. Vẫn có một không có một cái engulfing, tree bar reversal hay là inside bar gì hết. Thì mình vẫn cứ một cái tín hiệu là canh follow trend và đánh lên. Vẫn là một cái xu thế tăng, một xu thế tăng trong cái khung tháng như này. Ok, sẽ chuyển qua đây khung weekly, khung tuần. Khung tuần ở đây thì anh em cũng có thể thấy là ngày hôm nay đã tiếp tục đóng một cái nến xanh, một cái nến nhấn chìm, một cái nến nhấn chìm tăng, và tạo được một cái bộ nến đó là tree bar reversal tăng giá. Tree bar reversal tăng giá trong một chỗ nến tăng khá là đẹp nha anh em. Ok, thì anh em cứ vẫn là follow trend và canh chỉnh về những cái mục này, và anh em đánh lên kỳ vọng nó sẽ tạo được một những cái vùng giá cao hơn ở trong tương lai. Daily cũng khá là đẹp đây. Daily vẫn tạo một cây nến là nhấn chìm tăng và tạo một cái bộ nến đó là tree bar reversal tăng giá luôn. Ok, cũng khá là đẹp đấy. Hiện tại thì nó đã có một sự đồng thuận ở khung weekly cộng với khung daily trong những cái ngày đầu tuần này nha anh em. Ở đây mình sẽ ngó lại một chút xíu. Ở đây là kháng cự đúng không? Kháng cự đúng không? Thì bây giờ nó đã breakout và nó đã trở thành hỗ trợ ở đây. Thì anh em có thể thấy là cái hành vi khi mà breakout kháng cự ở đây thì nó đã có khá là nhiều ngày sideway và tích lũy dưới cái vùng hỗ trợ này. Thì mình thì hay để ý nha, những cái vùng nào mà nó trước khi nó breakout á, nó có cái hành vi là sideway tích lũy thì mình sẽ confirm cái vùng này là breakout uy tín đấy. Thì khả năng cao nữa thì hiện tại Bitcoin nó cũng đang trong một cái đà tăng, thì mình nghĩ nó sẽ tiếp tục tăng lên những cái vùng cao hơn ở trong tương lai. Ok, thì mình cứ vẫn canh tín hiệu là chỉnh về những cái vùng thấp hơn thì mình sẽ canh đánh lên. Mình sẽ chuyển sang H1 luôn. Ok, H1 ở đây. Đây. H1 ở đây thì anh em nhìn lại ngay chỗ cái đoạn ở phía trước đây, có phải là một cái đoạn bơm giá từ whale không? Từ cá mập không? Đây. Thì anh em có thể là hành vi những cái vùng mà nó bơm lên này, thì sau khi mà bơm á thì nó phải lắp hết đúng không? Bơm như này á thì nó phải có những cái nhịp nó sẽ lắp hết về đây luôn. Thì ít ra nó sẽ về ở những cái vùng này, là những cái vùng mà có cái vùng OB ở phía dưới này, nó sẽ đỡ cho giá. Nó sẽ đỡ cho giá và nó tiếp tục tăng lên, hoặc là nó sẽ về cái vùng kháng cự đầu tiên, nơi mà nó đã phá đao ở cái đoạn này là quanh 67.460 anh em. Nhưng mà anh em có thể thấy là nó không về những cái vùng này, mà nó chỉ về giữa những cái vùng này thôi, và nó lại tiếp tục được đẩy giá lên tiếp. Thì anh em phải hiểu là khi mà cá mập đã bơm lên thì có những cái nhịp mà nó xả xuống này, cứ xả xuống thì cá mập sẽ mua lên, xả xuống thì cá mập sẽ mua lên đúng không anh em? Anh em nhìn lại cái đoạn phía trước này, phải ngay chỗ này là cái đoạn bơm giá không? Bơm giá và liên tục những cái nến xanh, và chỗ này là có một cái vùng OB này. Thì anh em cũng có thể thấy là hành vi giá nó đã có một cái nhịp là lắp hết này. Đây. Lắp hết cái vùng gap này, nó về những cái vùng OB này, rồi nó sẽ tiếp tục tăng trưởng lên. Thì cái đoạn này anh em phải hiểu là cá mập nó đã đỡ giá ở những cái vùng này, và nó tiếp tục mua lên khi mà có những ai mà xả hàng xuống. Thì cái vùng này thì mình sẽ kỳ vọng đây là cái vùng
mà hưu cho giá tăng, thì ở đây mình sẽ bet ngay chỗ này là một cái cú trap và cú lấy thanh khoản bum đum, có nghĩa là lên nhanh và xuống nhanh đây. Thì mình sẽ kỳ vọng ở đây là nơi hold cho giá tăng. Hold. Thì trong tương lai nếu như mà hành vi giá có một cái nhịp nó tìm về đây, nó tìm về cái vùng này quanh 69.400 á, thì mình sẽ canh và đợi tín hiệu và mút lên. Và ngay cái đoạn này thì mình cũng chỉ coi nó là một sóng thôi nha anh em, một sóng thôi. Trước cái đoạn mà comrade nó đi ngang lên đây là trước đây nó có một cái nhịp là đâm này, xả này, đó. Ok, nếu như mà anh em nào không nhìn ra ngay chỗ cái đoạn này thì anh em cũng có thể là mở sang chạc M15 này. M15 thì ngay chỗ này có cái vùng là giá nó đã có hành vi, các hành vi của giá ngay đoạn này là nó đã có một nhịp giảm này, giảm sideways tích lũy và đi lên này, đó. Thì anh em mở M15 thì anh em sẽ thấy rõ hơn nha. Còn mình xem quen thì mình xem M1 thì mình cũng biết được ngay chỗ này là một cái vùng đỡ giá từ cả mập sau khi mà nó đã bơm mạnh từ trước lên. Để mà thuận trend nữa thì anh em sẽ canh và đánh lên cho mình là quanh 69.400. Ok, thì đó là plan của BTC. Mình sẽ ngó nhanh qua một chút xíu về BTC Dom. BTC Dom ở khung weekly thì hiện tại ngay chỗ cái giai đoạn này cũng là một cái hành vi, đó là sideways, sideways tích lũy thôi. Thì mình cũng có view trước đó là nó cũng có thể là chạm lại ngay cái vùng kháng cự ở quanh là 58% này anh em. Hiện tại nó đã chạm ngay cái vùng kháng cự đầu tiên, đó là 54%, và nó có cái nhịp là sideways. Thì trong tương lai á, mình nghĩ hiện tại là nó cũng sẽ sideways ngay đoạn này và sẽ có một cái nhịp chỉnh nào đó về những cái vùng là 48%, rồi sau đó mới bùng mạnh lên. Total 3 thì hiện tại giá nó đang tiệm cận lại ngay cái vùng supply, ngay cái vùng mà giá nó đã giảm ở trong quá khứ đây, 2022 đúng không anh em? Thì anh em cũng có thể là nhìn lại ngay chỗ cái đoạn này. Cái đoạn này nếu như mà anh em nào bắt được cái sóng anh coi khi mà Total 3 nó có một cái nhịp giảm này, có một nhịp giảm chỉnh về đây, anh em thấy cái râu nó đó, thì anh em cũng có thể là đâu đó ăn được một cái nhịp là nó ngắn hạn đó, tăng trưởng từ đây lên đây nè. Thì plan của Total 3 trong thời gian sắp tới thì mình cũng có thể là canh nó sẽ có một nhịp đẩy lên một chút xíu nữa, hoặc là rướn lên cao hơn ngay cái vùng supply phía bên trái này nè. Đó, sau đó thì nó sẽ có một nhịp sideways và điều chỉnh và sẽ tiếp tục tăng trưởng ở những cái mốc cao hơn trong tương lai nha anh em. Ok, về spot thì trong thời gian sắp tới thì anh em cũng có thể để cho mình là cái hệ BRC20 đây. Thì anh em có thể thấy là về vốn hóa market cap đúng không, đầu tiên đó là OD thì anh em thấy là trong 7 ngày qua là tăng cũng khá là đẹp này, 9.6%, và dẫn đầu đó là market cap, đó là hơn 1.4 tỷ đô. SAT này, tiếp theo là con SAT cũng đẹp này, Mobi thì cũng tăng này, cũng tăng 20%. Ngoài ra nó thì còn có con một cát này, có con sát này và có con rát này. Mình cũng coi trước đó rồi thì mình thấy con sát cũng khá là đẹp á, mình sẽ mở chạc cho anh em xem nha. Anh em cũng có thể là tham khảo, và nếu như mà anh em muốn lướt á thì anh em cũng có thể là để ý con sát này, con rát nha, mình xem là chạc khung daily của nó cũng khá là đẹp ấy. Đây thì ở đây có một cái hành vi là nó đã sideways và tích lũy và break out cái vùng kháng cự cũng như là phá cái bóc này. Trước đó là một cái nhịp giảm mạnh đúng không, thì nó đã tích lũy đủ ở những cái vùng này rồi thì nó đã có một nhịp break out. Thì anh em nếu như mà muốn lướt ở những cái sóng của con hệ BRC20 này, anh em cũng có thể là canh chỉnh về những cái vùng đầu 45, 46, 47 này, anh em đánh lên hay là tận dụng ăn lướt những cái đoạn mà những cái nhịp đây có thể là ăn theo cái nhịp là BTC á, 20-30-50%. Cái target kỳ vọng ngắn hạn là có thể là tìm lại cái vùng supply ở quanh phía trước đây đó. Đoạn này nếu như mà bắt được thì kỳ vọng là ăn sẽ 40% nha anh em. Đây cái nơi mà nó đã sideways và giảm ở phía trước đây. Ok, con rat cũng vậy nha anh em, con rat thì cái chạc tương tự luôn, mình thấy cũng khá là đẹp ấy. Đây con rat này hỗ trợ này, và chỗ đây nó cũng build một cái nền khá là đẹp này. Đây
và nó đã cũng có một cái nhịp là sideway này, sideway tích lũy và breakout này. Anh em cũng có thể là canh đợi nó test về những cái vùng là đầu 25 này và anh em sẽ đánh lên. Và target ngắn hạn của anh em là cũng là kỳ vọng về những cái vùng nó đã có hành vi là sideway và giảm ở phía trước đây là quanh đầu 41 42 á. Thì ngồi cái hệ BRC20 thì để mà hưởng ứng và ăn theo cái trend coin halving sắp tới thì anh em cũng có thể là để ý cho mình cái những cái con coin thuộc hệ BRW. BTC anh em, BTC là coin đào đúng không? Thì nó là con trùm rồi. Thì có những cái con nhỏ, con đàn em ở phía dưới thì dĩ nhiên con trùm tăng trưởng thì những cái con nhỏ dưới nó cũng ăn theo đúng không? Anh em có thể là Dogecoin này, Dogecoin cũng tăng khá là đẹp này, 24.8% này. Tăng trưởng cũng khá là mạnh đấy. BCH này, LTC này, ETC này. Đó, CBIT này, CBIT này con hàng này cũng khá là đẹp này. Mình cũng hay soi chạc CBIT này để đánh future cho anh em trong Revit với lại Premium anh em. ETH Dub cũng đẹp nè. Không biết ly thì con ETH Dub này khá là đẹp này nè. Sau khi mà đã tích lũy khá đủ và khá lâu ở cái vùng là quanh 1.2 đô thì hiện tại thác đúp nó đã cũng có một cái nhịp là breakout này, breakout chà cũng cho một cái xu thế khá là đẹp rồi đó. Con ETH đúp này kỳ vọng là mình sẽ target nó đó, nó lên đầu hai số anh em, có thể là tìm được những cái vùng này này đó. Thì anh em canh mà có thể những chỉnh về những cái vùng dưới đâu là quanh 3 đô, 3.7 đô á, hoặc là anh em sợ lỡ hàng thì anh em cứ chia ra chỉnh về những cái vùng là 4 đô mấy á, thì anh em cũng có thể là vào hàng được nha. Đó, BRC20 nha anh em, BRC20 với lại những cái con coin thuộc hệ là BRW. Ok, thì ngồi những cái con BRC20 hoặc là BRW thì anh em cũng có thể là để ý những cái con meme ở đây. Thì anh em thấy là những con meme đầu tiên đó là con Dogecoin đúng không? Dogecoin đây, đây Dogecoin, nó là con trùm và đứng đầu trong cái hệ meme đây. Thì anh em cũng có thể là để ý những cái con dưới, ở dưới đây có thể là con whip này, con whip hệ Son, vốn hóa của nó hiện tại là 4.6 tỷ á. Thì anh em nếu như mà muốn lợi nhuận cao thì anh em để ý những cái con mà nó cap market cap hay là vốn hóa thị trường của nó thấp á, thì anh em sẽ kỳ vọng trong tương lai nó sẽ tăng ở những cái vùng cao hơn thì sẽ đem lại những cái lợi nhuận ít nợ đích của anh em cao hơn nha. Anh em có thể là để ý con Bome này, Bome hệ Son này cũng khá là tiềm năng này. Cap nó đang chỉ quanh là hơn 800 triệu một chút xíu thôi. Đó, thì anh em cũng có thể là để ý những cái con meme dưới đây nha. Ok, thì ngồi những cái tin tức đó ra thì trong tuần này cũng có những cái sự kiện đó là New Vĩ Mô. Và thứ 6 này, đặc biệt thứ 6 nha anh em. Có Non-Farm này, Cái tin này khá là quan trọng và ảnh hưởng mạnh và trực tiếp tới đường giá đấy. Anh em nào mà muốn kiếm lợi nhuận thì có thể là thử sức mình, hoặc là không muốn cái rủi ro nó đến thì anh em có thể là chọn đứng ngoài. Ok, thì đó là một số tin tức cũng như là thông tin và cái plan và dự đoán BTC trong tuần này mình muốn đưa tới cho anh em. Anh em có thể là tham khảo hoặc là có những cái plan, những cái chiến thuật nào thì anh em cũng có thể là comment dưới cái video nha. Hẹn anh em vào một cái video tuần sau và chúc anh em đầu tư thật là tốt trong thị trường này và kiếm thật nhiều đô la. Bye bye anh em.